dòng miền sầu chảy mãi khóc qua nghìn dấu bể môi trắng ông quan tòa việt nam ông ta sinh ra ở một thành phố mà nơi đó đã sản xuất ra bao nhiêu người đi làm cách mạng trong thời đại ngày nay ở việt nam tinh thần địa phương trở nên mạnh mẽ địa phương nào cũng khoe khoang về sản phẩm tài nguyên thiên nhiên thành công về nông nghiệp thủ công mỹ nghệ nền công nghiệp đang khởi sắc và dĩ nhiên là có những nhân vật tài ba Trước đây, điều nhấn mạnh là những nhà thơ, những tướng soái hay những công thần đã phụng sự đắc lực cho triều đình và cho dân địa phương. Ngày nay, cách làm đổi khác, người ta tán dương những giá trị cách mạng, thần thánh hóa những anh hùng trong ngọc kép, hãnh diện đã có tới 30 tuổi đảng. Mỗi năm, Trung ương Đảng mời họ dự những buổi lễ chính thức và ít nhất một lần, những người cùng quê quán lại có dịp họp mặt thân hữu và đôi khi chè chén với nhau. Ông có khuôn mặt với hai gò má nhô ra chai cứng khắc khổ, đôi mắt thiếu tinh anh với nụ cười gượng gạo không chút vui vẻ. Ông gầy như một nhà tu khổ hạnh, dường như do hậu quả đời sống thiếu thốn vật chất không phải được sinh ra để dễ dàng tán gái, mà chỉ để cố lo học theo kiểu thức khuya dậy sớm. Người ta coi như ông đã đồng hành với các luật gia siêu tập bộ sách luật Dallas and Syria. Mặc dù còn trẻ, nhưng ông đi đi lại lại với vẻ mặt khó khăn và nghiêm chỉnh của một quan tòa thời Trung Cổ. Thầy bói có thể dễ dàng tiên đoán tương lai ông sẽ là một quan tòa chưa bao giờ người ta thấy ông không mang theo chiếc cặp da đựng đầy giấy và sách ông học giỏi và đã có cấp bằng cử nhân luật thời ông tốt nghiệp đa số bạn bè chọn làm việc trong chính quyền thực dân đặc biệt là trở thành kiểm soát viên hay thanh tra thuế vụ thư ký tòa sơ thẩm tòa phúc thẩm trong hệ thống tư pháp của pháp với những công việc đó họ hưởng mức lương hậu hĩnh sống ở các thành phố và có một cuộc đời sung sướng riêng ông chọn đi làm quan cho triều đình có thể ít tự do hơn nhưng lợi tức nhiều hơn nhờ hối lộ từ đám con dân dưới quyền quản lý nghề làm quan triều đình tuy bị các tờ báo châm biếm phong hóa và ngày nay tha hồ diễu cợt cũng mang lại đôi vẻ uy danh không do vị thế hài hước cha mẹ của dân trong ngọc kép mà do những lợi ích của sự giàu sang một biệt thự sang trọng ở hà nội một chiếc xe hơi mới tinh những buổi chiêu đãi khách tại các nhà hàng tàu ở phố hàng buồm những buổi tiệc tùng ở các hộp đêm mà những cô nàng dễ dàng và trẻ đẹp tự gọi mình là ca ve trong ngọc kép sẵn sàng cung ứng các bài ca không gì khác hơn là thân xác trần chuồng vì thế người anh hùng của chúng ta tự biến mình thành mệnh quan của triều đình ngang nhiên bất chấp búa rìu báo chí, bỏ túi đầy phẩm vật hiện đại và tham gia một giai cấp mà phẩm trật cùng khuôn phép là một chuyện đáng phiền, thậm chí là nhục nhã. Người đời tin rằng ông chọn ra làm quan vì hám lợi và khát quả hối lộ. Dường như ông đã bỏ lại sau lưng làng huyện của mình tiếng thơm của những vị quan ngày xưa đầy trung chính. Thực sự thì vì lẽ nào mà ông chọn làm quan cho triều đình? Nhưng có cần tìm hiểu tại sao không? Điều chính yếu đáng quan tâm và sau này sẽ được nhắc nhiều lần là việc ông đã từng là quan chức của triều đình Huế. Sự thành công của cách mạng đánh tiếng chuông cáo chung nền phong kiến. Ngôi vua của Bảo Đại sập đổ trong sự rừng dưng của mọi người. Vai trò quan lại chết theo, không người thay thế. Toàn bộ quan lại sâu bọ cũng sụp đổ ông quan cha mẹ của dân trong ngõ kép cố làm mọi người quên mình và sau khi cưỡng đoạt bao nhiêu tiền của con dân và xung xe khúng núm để chứng tỏ là kẻ tôi tớ trung thành với các thượng cấp người Pháp và Việt Nam sự thay hình đổi dạng nhiều khi thật lạ lùng vị luật gia của chúng ta lột xác quan triều để chọn tham gia tòa án nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Chọn lựa của ông đầy ý nghĩa, cho thấy vài góc cạnh của tâm hồn, khao khát uy quyền và sức mạnh dưới hai khía cạnh là tuân phục kẻ trên và trà đạp kẻ dưới. Từ khi ông được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án nhân dân, tôi có nhiều dịp cãi trước mặt ông trong các vụ án dân sự lẫn hình sự. Tôi không bỏ cơ hội nào để nắm bắt những nét cá tính. Tôi để ý nghe vài giọng điệu của ông cùng những lúc nhíu mày quắc mắt những thứ ấy khiến tôi nghĩ đây là người tự cao tự đắc về bản thân khinh khi những ai không có trình độ trí thức và xã hội như mình trong vài lần gặp giới lãnh đạo chính trị khá cao mà ông chờ nhận chỉ thị tôi thấy dưới bộ mặt tỏ vẻ tôn kính là nét tự kiêu đang giấu mặt ông cảm thấy mình cao hơn người đối thoại và những câu trả lời bén nhạy của ông quá đủ để cho thấy như thế Ông có chức vị, có cá tính và không chịu cho ai trà đạp mình. Có thể như trong kịch Labrière, ông phải tự hạ mình để phục vụ những kẻ không cân xứng. Ông bị tấn công cùng một lúc bởi cả hai thứ mặc cảm, tự ti và tự tôn, khiến trở nên thù nghịch với các ông lớn và hận ghét các ông nhỏ. Ông che giấu quyền uy trước các ông lớn nhưng luôn biểu lộ quyền uy đối với các ông nhỏ được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa phúc thẩm và trong khi chờ được đi làm thẩm phán tòa án tối cao ông nén lòng chặn cơn thèm khát một vinh quang hạng ba đã gia nhập đảng xã hội một đảng được lãnh đạo cộng sản đẻ ra để lường gạt dân chúng và quốc tế về kinh môn bài đa nguyên rẻ tiền hầu tập hợp giới trí thức vào ủng hộ lý tưởng cộng sản ông cũng thành công kiếm được chức tổng thư ký phân bộ Hà Nội của Đảng Xã hội và là đại biểu của Đảng này trong ban chấp hành mặt trận Tổ quốc Hà Nội. Do tham vọng và cơ hội chủ nghĩa, ông vẫn không thỏa mãn với các chức vụ lớn đang có, nhưng tương tự loại người bắt cá hai tay, để rồi chẳng được con nào, ông bám đuôi các nhà lãnh đạo, mong được che chở hay ban bố ân huệ, nhưng chỉ hoài công. Đảng Cộng sản rất tinh khôn sắc sảo, chính sách hòa hợp dân tộc mà họ chủ trương qua mặt trận tổ quốc chỉ để che dậy một mục tiêu thầm kín bằng bộ vỏ ngoài rộng lượng khoan dung. Họ tự kiềm chế để tránh đầy cả một tầng lớp quan lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Họ ban phát cho mấy quan chút vuốt ve, vài nụ cười thân thiện để mấy quan yên lòng, thậm chí bổ nhiệm vài quan vào các chức vụ công quyền chính thức họ khó thể kiếm được những tôi tớ nhiệt tình ngoài các thành phần có một quá khứ tì vết trong ngọt kép và có một nhu cầu thúc bách là chuộc lại lỗi lầm trong ngọt kép trong quá khứ không người đàn bà nào có thể tỏ ra đoan trang hơn những cô gái già khi đảng đã nắm chắc sự hiến dâng tận tụy của đám người đoan trang kiểu gái già đó kể như đảng đã mở rộng tầm nhìn sự độ lượng bao dung hoàn toàn không có thành kiến và ý đồ trừng phạt trả thù tuy nhiên kẻ được nghe câu ta hãy làm bạn với nhau vẫn không thấy ăn lòng vì vậy để giữ chút tự trọng trong khi đảm bảo được chủ mới tin tưởng ông chơi trò hàng hai độc tài trước công chúng và khúm núm xung xoe khi gặp cấp trên ông càng tỏ ra quyền uy ở chốn công lại càng khúm núm ở nhà riêng của ai đó nhưng ông không thể lương gạt ai kể cả chính mình Ông Tòa đã làm cho mọi người biết đến mình qua một vụ xử án quái lạ duy nhất trong lịch sử ngành tư pháp văn minh. Ít lâu sau khi tiếp quản Hà Nội, các lãnh đạo cao cấp ban lệnh đưa ra tòa để kết án một giáo sư dạy văn, đầu độc tâm hồn sinh viên vì giảng dạy bài văn có tên Isolement, sự cách ly của nhà văn pháp Lamartine. Ngàn xưa từ thời Socrates, Ai cũng biết khi nhà cầm quyền muốn bắt kẻ sĩ nào đó uống thuốc độc thì chỉ cần gán cho họ tội đầu độc tuổi trẻ. Đảng Cộng sản đã vực dậy một thủ đoạn từ 2.000 năm trước. Trong mọi thời đại, kẻ độc tài luôn kiếm cách xếp đặt nhân dân theo khuôn mẫu họ muốn, đặc biệt với giới trẻ là những kẻ sẽ nắm giữ tương lai. Mọi chỉ tiêu giáo dục đều phát xuất từ đường lối chính trị của họ như một hệ luận đương nhiên. Học đường phải là nơi đào tạo, những người sau này sẽ chăm lo cho đường lối của nhà cầm quyền. Mọi trạch hướng trong giáo dục đồng nghĩa với sự đi sai đường lối chính trị do lãnh đạo đề ra. Đây chính là logic của mọi chuyện. Điều bi thảm ở đây là cái logic như thế, lại phải kêu mang một cái gì đã lạc hậu nặng nề hơn 2.000 năm trước. Có ai dám khẳng định là chủ nghĩa cộng sản quét sạch mọi tàn phá trong quá khứ? tôi không đặt vấn đề tìm hiểu mục tiêu giáo dục là để cho nhà nước hay cho con người tôi chỉ nhấn mạnh về thực tế là nền giáo dục cộng sản tự lãnh bổn phận đào tạo người cho chính quyền làm sao để có những người tận tụy phục vụ chính quyền và tất cả phải làm sao cho giáo dục hoàn tất bổn phận này trong điều kiện đó con người được đào tạo bởi nhà cầm quyền chỉ là một công cụ thi hành các chính sách của chính quyền và không là gì khác hơn người ta tự hỏi đây là thứ chủ nghĩa xã hội loại gì mà không ai thấy ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ trong trí tưởng tượng của những lý thuyết gia mặc kệ các nhà lãnh đạo hãnh diện với chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa duy vật của mình phê phán chủ nghĩa duy tâm dưới mọi hình thái đã vận dụng trí tưởng tượng mà xây nên một hình mẫu chủ nghĩa xã hội bằng cách chiết xuất vô tư đủ thứ lý thuyết họ nhồi nhét vào một hình mẫu con người xã hội chủ nghĩa với mọi đức tính tốt đẹp hãy đọc các văn kiện lập pháp các thông tư hành chánh đủ thứ văn bản với từng đoạn dài ca tụng chủ nghĩa cộng sản đang lang thang trên thiên đường ảo tưởng trong các đặc trưng về con người xã hội chủ nghĩa ngày mai của họ điểm nhấn mạnh là niềm vui sống lạc quan chủ nghĩa nếu quả thật chủ nghĩa xã hội mang đến hạnh phúc cho người dân thì họ đã được thăng hoa trong cuộc sống với thứ chủ nghĩa lạc quan các nhà lãnh đạo có thấy đời sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa của họ đã trở nên ủ ê ảm đạm con người bị trói cột dưới sức nặng của bao nhiêu cấm đoán thiếu thốn kéo dài những ngày tăm tối đang bị đẩy vào buồn tủi và vô vọng mặc dù với đủ mọi chuyện nhưng có một chuyện không thể chối cãi là dưới mắt người Cộng sản, sự thất vọng thờ ơ hay bi quan chỉ là chứng cớ tiêu cực về tinh thần, trạch hướng về chính trị, phản động và có ý chống phá cách mạng. Điều bất hạnh là lúc nắm được chính quyền và đang chờ thời cơ để tiến hành cải tổ, giới lãnh đạo đã tuyên bố sẽ giữ nguyên trạng mọi việc khi các thành phần ưu tú và một số công chức cũ bỏ ra nước ngoài những người còn lại được giữ nguyên chức vụ và tiếp tục hưởng mức lương cao ngày trước chuyện này đã gây nên xung đột giữa kẻ hợp tác chỉ những người làm việc cho chính quyền pháp và người kháng chiến đó là trường hợp các giáo chức giáo viên dạy khoa học không sợ gặp vấn đề vì lẽ khoa học không có gì gọi là mang tính phản động trong khi đó giáo viên dạy văn Tiếp tục giảng thơ văn theo chương trình chưa thay đổi. Bài về Lamartine là bài khởi đầu loạt bài về một số tiểu thuyết lớn nên vị giáo sư không thể loại bỏ khỏi chương trình. Vì thế vị giáo sư bị kết án đã phân tích cuốn nỗi cô đơn (Isolement) của Lamartine theo cách diễn tả tình trạng suy sụp tinh thần bất mãn, cô đơn buồn chán của đời sống từ khi có cuộc cách mạng tư sản 1789 và trong nỗi buồn chán cô đơn, tác giả thiên về đấu tranh trong một thế giới khác mà ông ta tìm được hy vọng và tình yêu. Thời điểm đó, khẩu hiệu tuyên truyền mở ngoặc kép, kẻ thù vẫn còn khắp nơi, tay sai của nó vẫn ở khắp nơi, đóng ngoặc kép. Việc duy trì an ninh đòi hỏi cảnh giác cao đến mức báo động. Công an mật được gửi tới mọi cuộc hội họp, đồng thời trưng dụng hàng loạt mật báo viên nghiệp dư hay tự nguyện liên tục dạo quanh các con đường vỉa hè công viên các quán cà phê dạp chiếu bóng hay nhà hát nhà nghỉ cùng những tòa nhà công cộng hết thảy thư tín cá nhân đều được ghi danh sách và kiểm tra kiểm soát thư tín xảy ra ngày đêm trong khi mọi máy thu thanh cá nhân đều được theo dõi nhất là vào giờ các đài phát thanh nước ngoài hoạt động trong công sở ngoài những người mặc đồng phục các phòng đều chứa đầy do thám tai dương to mắt mở lớn giao tiếp giữa mọi người nhất là với người nước ngoài vốn là đối tượng được đặc biệt kiểm soát và không ai ngạc nhiên khi thấy thư gửi cho mình tự biến mất trên đường đến nơi nhận với các mật thám chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và có ít nhiều kinh nghiệm thì người bị theo dõi khó biết nhưng ngược lại, các tay không chuyên nóng lòng lập công với cấp trên ở địa phương thì rất dễ bị lộ diện và bị đẩy đi chệch hướng. Cả Hà Nội là cảnh tượng một đám hình nộm hay một sân khấu có những người đang khoa chân múa tay với ánh mắt bất động, diễn tuồng câm điếc như những người máy cử động nhờ chiếc lò xo so gắn bên trong. Nhưng đằng sau bức màn sân khấu, đằng sau góc nhà, góc vỉa hè trong những câu chuyện giữa hai người, những điệu bộ châm biếm diễu cợt đã xuất hiện để trả thù cho những ngày sống không được nói và phải luôn dè chừng thận trọng như khám phá ra những điều quái gở rồi bật phá ra cười bằng cách bắt chước giọng điệu hay cung cách của nhà lãnh đạo. Tại các phân khoa đại học, trong mỗi lớp, mỗi buổi học, suốt cả năm, giữa đám sinh viên luôn có các tay làm do thám, cũng có hơn một giáo viên thuộc thành phần kháng chiến lo theo dõi các đồng nghiệp, bất kể là người thuộc thành phần hợp tác trong ngọc kép hay kháng chiến trong ngọc kép. Tố cáo với thẩm quyền trực tiếp về những cái gọi là sai lầm tư tưởng, những trạch hướng từ các giáo viên từng ăn lương của chính phủ Đông Dương và nay còn tiếp tục hưởng lương của chính phủ cách mạng. Họ những giáo viên thuộc thành phần không kháng chiến trong ngọc kép bị khinh khi vì không hề có chút hy sinh nào cho kháng chiến trong thời kỳ bí mật họ trở nên đối tượng ganh ghét vì mức sống cao so với người khác chuyện bất công như thế nên chấm dứt do đảng và nhà nước cần tránh bị mang tiếng tiền hậu bất nhất không biết giữ lời một số hợp tác trong ngọc kép đã được đảng mua chuộc để thông cảm trong ngọc kép tự ý đề nghị phải công bằng trong mặc kép với tất cả về chế độ lương bổng. Như vậy làm sao mà lãnh đạo không cảm động bởi một thỉnh cầu đứng đắn, phải lẽ và chân thành, nhất là lại nằm trong chính sách hòa hợp dân tộc của mặt trận tổ quốc. Mặc dù giúp kho bạc nhà nước luôn thiếu hụt, tiết kiệm được chút tiền và mặc dù có sự căn nhăn của các người được ưu đãi trước đây, đặc biệt là các bà từ nay phải thắt lưng buộc bụng, bầu không khí trở nên hân hoan. Nhà nước tiết kiệm được một giọt nước trong biển cả thâm hụt, người xuất thân kháng chiến trong ngọc kép, từ nay thấy được một chút công bằng. Người thuộc chế độ cũ sau những chịu đựng từ hôm mùng 4 tháng 8, từ đây có thể ngẩng mặt tự coi như đã đứng ở thế ngang tầm với các đồng nghiệp xuất thân kháng chiến trong hoàn cảnh đầy hân hoan như thế cuộc xử án vị giáo viên dạy văn bị kết tội làm hư hỏng thanh niên và đầu độc tâm hồn họ bắt đầu kẻ bị kết án được khuyên không nên tìm luật sư biện hộ vì lẽ một luật sư giỏi nổi tiếng rất hiếm hoi và giả dụ có được một người thì cũng phải là loại cứng cựa đối với cộng sản những người đã từng có kinh nghiệm kinh hoàng với luật và những luật sư thời trước ngay cả người không thường có thói quen suy nghĩ sâu trên một vấn đề cũng cảm thấy ý nghĩa của vụ án nó nhắm biểu diễn cho người tham dự phiên tòa thấy một nhà nước rất nghiêm chỉnh trong điều hành luật pháp một cách công bằng đây là mẫu mực trong việc điều hành của chính phủ và những việc hành tránh sáng tạo bởi chủ nghĩa cộng sản theo đó tất cả sinh hoạt chính quyền là để giáo dục quần chúng hướng đến việc tôn thờ đảng cộng sản tôn thờ những kẻ lãnh đạo đảng và chủ nghĩa cộng sản mà họ tự cho là người đại diện những điều luật và nghị quyết ban hành những văn bản phổ biến đến tất cả cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học đến cấp đại học những buổi hội thảo công cộng do các diễn giả chuyên nghiệp hướng dẫn những bài xã luận những cuốn sách được xuất bản những phiên tòa những cuốn phim được chiếu những buổi meeting được tổ chức những tuyên bố đưa cho báo chí tất cả đều phải đặt mình vô điều kiện và tuyệt đối hiến thân trọn vẹn cho đường lối chuyên chế của đảng một đảng không giống bất cứ đảng nào mà phải là đảng với chữ d luôn luôn được viết hoa tất cả những người đi kháng chiến trong thời kỳ bí mật đều hiểu muốn được vào đảng họ cần phải sẵn sàng hy sinh tất cả nếu cần phạm tội ác cũng phải làm mỗi người đều trải qua những ngày tập huấn rồi tái tập huấn theo một khuôn đúc định sẵn trong thời gian đó họ được khai tâm học tập không cần đếm xỉa đến các giá trị nhân bản chỉ cần chuyên chú vào việc tôn thờ một vị chúa tể duy nhất mà cái tên được người ta dựa vào để sinh ra những ý tưởng kinh hoàng và làm những việc nhơ nhuốc nhất đều được cho phép con người bị biến thể tự trở thành người máy đem tất cả tâm trí và linh hồn phụng sự cho chiến thắng của bản năng và thú tính đúng hơn là chiến thắng của sự thấp hèn và ghê tởm những người kháng chiến đều biết trước diễn tiến của vụ án họ đều biết vị tránh án phiên tòa là người có quá khứ nặng nề của một viên quan triều đình và mặc dù ông đã thành tâm một cách không chối cãi nhưng chưa bao giờ đạt vinh dự mong muốn nên giàu dĩ và mụ người trong cái tầm thường đã được mạo vàng sáng láng. Khi được bổ nhiệm làm thẩm phán xử án, ông như bị sâu xé bởi một mâu thuẫn nội tâm. Một mặt sau những năm học luật, tốt nghiệp và đi làm quan, ông có một sự cân bằng nào đó về kiến thức và ý niệm đạo đức trong bản thân. Nhưng ông lại muốn cái tội ác ngày xưa được tha thứ theo cách nhìn của những người cộng sản cho hắn có lại một sự trinh bạch trong mặt kép để được gia nhập vào dòng người sạch sẽ và trắng ngần hôm nay hầu đạt tới một tương lai huy hoàng ở ngày mai phù hợp hơn với khát vọng và tương lai của mình ông là hình ảnh của một con giun đang quằn quại mà không biết mình nên tiến hay lùi khởi thủy cuộc đời với việc chọn đi làm quang cho thấy chủ đích thấp hèn và cái ước vọng ác đức một ông chủ tư bản bóc lột công nhân, đẩy họ vào nghèo khó, bóc lột đến tận cùng sức lực. Một ông quan triều thì vơ vét tiền của dân, nhẫn tâm với đủ thứ tội ác trên hàng vạn con người trong vùng cai trị của mình. Để nịnh nót, người dân gọi các quan là cha mẹ dân trong quả kép. Nhưng giữa họ với nhau, họ coi ông quan như một thứ ký sinh trùng. Chuyện cũng dễ hiểu khi ông quan mang trong lương tâm cái mặc cảm của quá khứ. Ông biết rằng có nhiều cặp mắt đang nhìn và không phải duyên cớ nào khác hơn là để thử thách trong quả kép. Khi giao cho ông nắm phiên tòa xử tội một người trí thức có tư tưởng chống lại đường lối của đảng. Trong tình cảnh như thế, quan tòa nhà ta không thể xử một cách công bằng, không thiên vị và phải như luật đã định. Bị cáo, ông có thấy ông có tội vì đã dạy cho thanh niên loại triết lý đầy thê lương, mất niềm tin bi quan trong khi đảng của chúng ta giao trách nhiệm tuyên truyền cho sự lạc quan, hy vọng và vui sống? Thưa ngài tránh án, làm sao tôi biết là đảng đang dạy về một cuộc sống đầy niềm vui, hy vọng và lạc quan? Theo chỗ tôi biết, những người làm việc cho chế độ cũ được chính phủ kháng chiến giữ lại làm việc chưa bao giờ học hay đọc bất kỳ ở đâu là đảng đã dạy những điều như thế ngay cả điều đó có thật tôi cũng ngại rằng một nền giáo dục như thế khó mà đạt kết quả thực vậy lãnh vực tình cảm không phải là đối tượng thuộc phạm vi quyền hạn của thế quyền những gì xảy ra trong nội tâm con người không biết tới những quy luật về logic và lý lẽ những ràng buộc về luật lệ công lý và ngay cả về đạo đức một cảm xúc được hình thành lớn lên tàn phai rồi biến mất hay tự biến thể tùy theo các thôi thúc kích động hay tác động bởi thế giới bên ngoài và tùy theo cá tính chủ quan của con người trong một nền luân lý nếu tôi có thể nói thêm về nó là có liên quan đến con người khi mỗi người thu nhận hay gạt bỏ những gì đến từ môi trường xung quanh theo cách riêng của họ đây là lĩnh vực mà quyền lực muốn áp dụng những điều dân dạy để chứng minh niềm kiêu hãnh của mình thì cũng sẽ buông tay chịu thua. Nhà chính trị có thể mong muốn mang lại cho nhân dân hy vọng, niềm lạc quan và vui sống. Nhưng nếu việc làm không đi đôi với lời nói, nếu thực tiễn không đi theo những lý thuyết trừu tượng thì chẳng có chuyện gì xảy ra ngoại trừ chuyện làm phù thủy bắt ma hy vọng không thể có nếu không có lý do nào để hy vọng và cũng chẳng có gì để mà hy vọng lạc quan và vui súng sẽ thấm vào lòng người khi mà ở đâu cũng có trật tự xã hội và phồn vinh có tối thiểu tự do và có những quyền mà một xã hội loài người văn minh đòi hỏi phải có người ta có thể thành điên khùng như đã don quixote khi bị tay du xine mặt mày nhăn nheo miệng mồm không một chiếc răng lừa phỉnh một người trí thức nhỏ nhoi như tôi không thể chấp nhận theo đường lối của đảng. Một đường lối tạo dựng bằng hy vọng, lạc quan và vui sống. Nó chỉ là một mong muốn mà sự thành công là tùy thuộc đảng. Lời buộc tội duy nhất đưa tôi ra chiếc vảnh móng ngựa ô nhục này không có cơ sở đứng vững nào. Tôi cho rằng tôi không có tội làm hại đến một đường lối chính trị mà nói một cách bình thường và đúng đắn là không hiện diện. Cạnh đó, tôi sẽ rất vui khi được cho biết là dựa trên điều khoản nào của pháp luật, những điều chưa bao giờ có để các ông kết án tôi trước tòa. Chúng ta đừng chơi nhau trên chữ nghĩa, ném vào nhau những điều này nọ của bộ hình luật. Sự việc đã hiển nhiên, có hay không có, việc ông giảng dạy cho sinh viên tác phẩm Isolement của tác giả La Martin và ca tụng nhà thơ này có hay không có việc ông tán tụng những vần thơ chán trường mất hy vọng và bi quan yếm thế với một hậu quả là đầu độc tâm hồn giới trẻ đã nghe theo tiếng gọi của đảng của chúng ta mà đứng lên muôn người như một để xây dựng đại đền tự do độc lập và tự hào dân tộc thưa ngài tôi không học luật nhưng bất cứ người trí thức nào cũng đều hiểu muốn kết án ai đều phải dựa vào một hay nhiều điều luật về hình sự định rõ tính chất và các điều kiện cấu thành tội hơn nữa ai cũng biết chính trị và luật là hai lãnh vực khác nhau như giấc mơ và sự thật mơ ước là điều cho phép nhà chính trị làm khi mà việc làm của họ là nhắm tới tương lai nhưng luật pháp xây dựng trên những nền tảng vững chắc hiện hữu và cụ thể vì nó hoạt động trong hiện tại để duy trì và kiến tạo một xã hội phù hợp với ước vọng của mọi người mọi lẫn lộn giữa mơ và thực giống như trường hợp giữa chính trị và luật là một bước nhảy lùi về quá khứ nhiều thế kỷ lời buộc tội giờ đây có chút thay đổi tôi không tấn công đường lối chủ trương của đảng mà chỉ biện giải về một nhà thơ mơ mộng tán tụng một bài thơ buồn rầu thất vọng và bi quan tôi đã tự nhắc là người trí thức xứng danh trí thức không biện giải cho ai và không tán tụng điều gì hai từ ngữ đó phải được lấy ra khỏi mọi lời lẽ buộc tội đó là một điều ngược ngạo sai lạc với ý nghĩa ngữ học của ngôn từ có thể nói một cách chính đáng đây là một hành động hạ nhục và xúc phạm đến lòng tự trọng của người trí thức ngay trong các lời lẽ tán dương người trí thức vẫn phải kiềm chế trong sự e rè và luôn luôn thận trọng nụ cười và thái độ quỳ lệ không nằm trong nghề của họ mà chỉ là vũ khí của kẻ đã bán rẻ lòng tự trọng để mong kiếm được những lợi lộc tồi tàn tôi xin nhắc lại Tôi không tán dương một ai, ngay cả người được mọi người ca tụng. Tôi không đứng ra bào chữa cho một chủ thuyết nào, ngay cả khi có hàng triệu người theo nó và ca tụng nó. Không, tôi chỉ phân tích, giải thích, cố gắng làm cho sinh viên hiểu trạng thái tình cảm, mà không một kẻ độc tài nào, không một chế độ độc tài nào có thể xóa bỏ khi mà tác phẩm ấy đã có mặt hơn một thế kỷ nay. Chính trị có thể thực hiện quyền lực của mình ở hiện tại, đôi khi trong tương lai nhưng phải chấp nhận là không thể làm được gì đối với quá khứ vì vậy tình cảm mơ mộng là một trạng thái của tâm hồn đã có từ lâu nếu ngài cho phép tôi có ý kiến thì đó là một điều chân thực mà mọi người đều có thể chứng minh bởi con người ai cũng liên tục mơ mộng cho đến một tuổi nào đó và trong một hoàn cảnh sống nào đó chỉ có những người cộng sản lão đời những người khắc khổ không còn nước mắt mới cho rằng không thể có những giọt nước mắt khốn cùng của loài người để tự nâng mình thành một loại siêu nhân thưa ngài tôi không tự biện hộ cho tôi tôi chỉ làm công việc trả lời cho sự kết án tôi đã biết trước số phận của tôi không người nào bị tòa án nhân dân xử mà bước ra khỏi đó để về nhà tôi có thể nghe buổi xét xử tôi có thể đơn giản nhận tội chờ đảng khoan hồng và với những cố gắng cá nhân hứa rằng tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực nào nhằm cải thiện và làm trong sạch những suy nghĩ của tôi để đi đúng đường lối của đảng nhưng tôi mong rằng ít nhất một lần tiếng nói chung chính của người trí thức được nghe đến để những thế hệ ngày nay và mai sau hiểu chính xác thế nào là một nền công lý cách mạng điều không cho phép kẻ bị kết án làm là biến đổi một thẩm phán thành người có cái nhìn thấu đáo của sự thật đặc biệt khi vị thẩm phán đó lại là một quan chức của cố chiều vừa được sức giàu thánh cách mạng không con đường đi đến danh giá không nằm trong những loại vinh dự đó tất cả những chi tiết như vậy không gia tăng những đồng tiền thưởng còm cõi hay đạt thêm một bổ nhiệm trong hàng chức sắc mà chỉ là nụ cười ban phát cho tên đầy tớ vừa mới làm xong một công việc được chủ giao Thật vậy, có thể ngược với ý muốn, sau khi đè nén những đau đớn của lương tâm, Ngài quan tòa đã kêu án vị giáo sư 4 năm tù giam. 4 năm tù đầy trong một nhà tù cách thủ đô 200 cây số Vợ kẻ tù kia không có sự giúp đỡ nào. Ngoài chuyện cần mẫn lo cho gia đình, còn phải lo làm thêm và mỗi tháng ít nhất phải một lần đạp xe một vòng 400 cây số để mang cho chồng đôi thứ vụn vặt, để thông tin cho chồng số phận những đứa con, để động viên chồng thêm can đảm chịu đựng thiếu thốn khổ đau với hy vọng một ngày nào đó công lý, luật pháp và tình người trở lại giữa người với người. Bản án đó không phải là duy nhất trong hồ sơ của nền công lý cách mạng như ai cũng có thể dễ dàng đoán biết sẽ rất lý thú nếu ai đó tìm được hồ sơ cũ nếu có và được tàng trữ của những phiên tòa ở thủ đô ở các tỉnh. Những hồ sơ sẽ cho thấy cách thức mà công lý đã bị sự bất công chế ngự, thực hiện những vụ án giả mạo, thả lỏng kỳ cương bằng các cách bất hợp pháp và khủng bố, bằng cách dùng những tôi tớ mà chính những kẻ này cũng không được thưởng xứng đáng. Tất cả những chuyện đó được làm nhân danh đảng và cách mạng chưa bao giờ mà chủ nghĩa cộng sản lại bị chính những người đấu tranh vì nó ngược đãi như thế Đặc. mặt mắt người đâm lệ dưới khăn tang vẫn thế bao năm bao mùa tháo ngâm lặng dòng miền chảy mãi không qua nghìn dấu vết môi trường